Mới đây tại Hà Nội đã diễn ra triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm đồ uống và thiết bị công nghệ chế biến bao bì ngành thực phẩm đồ uống với sự tham gia của 250 doanh nghiệp đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là triển lãm đầu tiên trong ngành được chứng nhận theo tiêu chuẩn bởi Hiệp hội Công nghiệp Triển lãm Toàn cầu chứng thực. Triển lãm mang tới danh mục lĩnh vực sản phẩm trưng bày đa dạng như thực phẩm đồ uống, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, máy móc thiết bị sản xuất, đóng gói, bảo quản thực phẩm, các khu gian hàng quốc tế đến từ các quốc gia như Ba Lan, Hàn Quốc, Liên bang Nga, Nhật Bản đã trưng bày giới thiệu rất nhiều thương hiệu tiêu chuẩn chất lượng cao. Triển lãm ngành thực phẩm và đồ uống là cầu nối mở ra cánh cửa cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp cận với thị trường, quảng bá sản phẩm mới đến khách mua hàng tiềm năng, tăng cường nhận diện thương hiệu tới công chúng. Thông qua triển lãm, các đối tác và khách hàng sẽ nắm bắt về nhu cầu của thị trường, qua đó đưa ra xu hướng phát triển cần thiết cho doanh nghiệp.